gì vậy? Nói gì vậy bố? Đừng hỏi nó. Móc chổi lên hả? Giỏi dữ vậy. Móc lên được không? Đừng, ta đang xếp sữa lại đó. Ta lấy sữa không bụng, ta bỏ vào đó, ta xếp lại đó. Cái chổi con móc rớt xuống kìa. Rồi dẹp sữa này qua bển đi. Bỏ vô rổ đi. Rồi còn mấy hộp này nữa đi cất đi. Bỏ qua bển đi rồi mai lấy đi học khiêng.